Thưa các bạn, trong mỗi chuyến xa nhà, đặc biệt là nhiều ngày, ví dụ như chuyến tham quan Trung Quốc một tuần lễ này của mấy ông già chúng tôi, nhu cầu về thực phẩm, ăn uống luôn là tiêu chí hàng đầu cho sự lựa chọn. Ăn ngon miệng, hợp khẩu vị cũng luôn là một thách thức với rất nhiều người cho những chuyến đi nước ngoài. Vì mỗi quốc gia đều có những món ăn khác nhau về cách chế biến, tuy vẫn cùng một loại thực phẩm, và Trung Quốc cũng không là một ngoại lệ. Việc ăn buffet hay cơm bữa, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào cách chế biến của từng vùng miền, lãnh thổ của một nước. Ví dụ như bữa cơm trưa ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang này của Trung Quốc. Các bạn hãy nom lên màn hình. Vẫn thịt qua cá, rau, củ quả như ở Việt Nam, nhưng cách chế biến thì rất nhiều khi không giống. Cho nên những bữa ăn đầu tiên luôn lạ lẫm và không hề ngon miệng. Nhưng đến bữa thứ hai, thứ ba thì quen, đặc biệt là bữa hôm nay ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang thì rất ngon. Các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem cụ thể từng món cho các bạn một sở thị. Đây là các bạn nom là nhóm ở Việt Nam, các bạn nom là 6 ông bà chúng tôi và 4 người bạn ở Thanh Hóa cùng với một mâm. Các bạn nom, đây là hình ảnh hôm nay lại có cả bia đặc sệt Trung Quốc các bạn nhé. Các chuyện là bia Trung Quốc, ở giữa có một cái cơm các bạn nom này. Các bạn biết cái món đi đèn đèn mà, đó là món thịt kho các bạn nhé. Đây là món vịt các bạn, còn đây là món bắp trứng nấu với cá chua. Đây là món thịt lợn kho nhau củ cải các bạn, thịt lợn kho nhau củ cải các bạn nhé. Thế hôm nay lại có mấy chai bia, các bạn nom thấy đi du lịch mà được ăn những bữa cơm trong một không gian phải nói là lịch sự các bạn ạ. Các bạn có đi Trung Quốc các bạn mới thấy được là cái không gian họ tiếp đón của mình là rất tuyệt vời các bạn nhé. Đây một nền như thế này các bạn nói này, cái máy nó hơi lắc một tí cho các bạn rất thông cảm các bạn nhé. Dưa thì đặc sệt dưa Trung Quốc rồi các bạn, các nói này, một rau luộc, một đĩa gần giống như thịt quả xào nhưng cứ có giống của các bạn. Còn bát thì bát đũa là cái loại hào hạng các bạn vừa mới nom thấy đấy. Bát này là men ngọc, một con cá nấu với xì dầu, cá biển các bạn nhé. Các bạn nom thấy một cái đĩa xa xa kia là rất nhiều sò thập cẩm đó. Coi như là các bạn cứ đếm xem cũng mười mấy món nhé. Ngoài bia còn có một ca nước thì các bạn được. Đấy, các bạn nom những cái đây cái món đĩa xào thập cẩm đấy các bạn. Rất ngon miệng và cũng hoành tráng, phải không các bạn? Cho nên như các bạn đã được nom thấy trên màn hình, hôm nay bữa ăn trưa của ở Hàng Châu này rất nhiều món ngon, từ các loại thịt cá như các bạn vừa được nom thấy. Và cái món kho tàu luôn là một món mà hợp với rất nhiều du khách Việt Nam như chúng tôi. Một mâm thường thường là đông 10 người, nhưng bao giờ cũng không thừa mấy thức ăn kho mình chứng cho ngon miệng. Trong cái kỳ này, hôm nay nom thế hay mắt đấy các vị ạ. À, các vị. Lại nói là khác chứ. Ừ, việc khác đấy. Quý vị tiếp đến đây, thì chúng ta quay xuống cái thứ nhất này. Chúng ta là tôi để các bạn chờ chọn xoay các bạn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ quay lại nước phía phía Bắc. Sẽ đi qua Thượng Hải, tới Giang Tô, thuộc tỉnh Tô Châu. Nhưng hôm nay vẫn là ăn ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang theo lịch trình, rồi từ đó chúng tôi mới đi tàu cao tốc tới thành phố Bắc Kinh. Dự kiến là sẽ ngủ ở thành phố Bắc Kinh 2 đêm 3 ngày các bạn nhé.
Trong hành trình di chuyển này, tu tâm quan đã bố trí sẵn những điểm tâm quan và dựng chân ngủ đêm, như các bạn đã biết trong mấy ngày vừa qua. Và đây cũng là một bữa ăn rất ngon ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây cũng là ngày thứ ba của cuộc hành trình. Nghe nói tối nay chúng tôi cũng chạy ngủ ở Hàng Châu, và tôi sẽ quay xem cái khách sạn ở Hàng Châu như thế nào cho các bạn. Còn bữa cơm trưa hôm nay thì là một bữa cơm tuyệt vời mình đang quay cho các bạn được đón thấy trên màn hình. Kính thưa các bạn, như phần đầu mình đã chia sẻ là trong cái chuyến xa nhà thì cái việc ăn uống cũng là một sự lựa chọn khi chúng ta chọn tour đi du lịch. Và ngay từ khi chưa đi chuyến du lịch này, chúng tôi cũng đã tham khảo rất nhiều tour, rất nhiều công ty. Thế nhưng đây vẫn một công ty có những bữa ăn ngon mà qua mấy bữa ăn ở Trung Quốc các bạn đã được đón thấy trên màn hình. Không gian, bữa ăn, bể biển, bát đũa ngon hay không chưa biết, nhưng lịch sự và tiếp đón hoàn hảo là một thứ mà ấn tượng Trung Quốc Hồng đã ghi lại được trong ống kính và hôm nay quay lại cho các bạn mục sở thị. Thưa các bạn, thăm thú, du lịch và ẩm thực là ba thứ luôn gắn kết với nhau trong mỗi chuyến đi. Và đây là bữa ăn ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trung Hồng muốn gửi tới các bạn để các bạn tham khảo. Nếu có điều kiện hoặc các bạn có điều kiện mà đi những nơi này thì các bạn sẽ thăm thú. Còn đây là Trung Hồng đã đi rồi, hôm nay mình mới kể lại cho các bạn nghe. Rất mong các bạn thông cảm, bởi vì mình về đây mình biên tập và mình lồng tiếng, cho nên nó sẽ có thể nó sẽ lộ cổ, nó không được xuôi sẻ mượt mà, và mình rất mong các bạn thứ lỗi. Và những hình ảnh bữa ăn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc này các bạn đang đón thấy trên màn hình đã kết thúc video này của Trung Hồng. Trung Hồng xin kính chào và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo, bữa cơm tối và khách sạn ở Hàng Châu. Tại sao mình lại muốn chia sẻ cho các bạn những bữa ăn như thế này? Bởi vì rất có thể nhiều bạn cũng đã và chưa bao giờ được thưởng thức vì ngon hay không, nhưng đây là những thứ rất lạ, đặc biệt là một người du khách du lịch bình thường như mấy ông già chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.